Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của một dải hội tụ nhiệt đới có trục vắt qua khu vực Bắc Bộ và chạy dọc ven biển miền Trung, nên trong đêm qua và sáng nay ở Bắc Bộ vẫn có mưa rào và dông ở nhiều nơi. Vùng mưa vừa mưa to vẫn tập trung ở các tỉnh thành phố phía Đông với lượng phổ biến từ 20-50mm. Sang tới ngày hôm nay, mưa giảm, trời có nắng gián đoạn, mức nhiệt cao nhất trên toàn khu vực vẫn ở ngưỡng mát mẻ, duy trì trong khoảng từ 30-33 độ. Sau đó từ ngày mai mùng 10 tháng 7, do quá trình hội tụ gió giảm đi nên mưa ở Bắc Bộ chỉ còn xuất hiện rải rác vào chiều tối. Trong ngày trời nắng nhiều hơn, nhiệt độ tăng nhẹ lên mức từ 31-34 độ, có nơi cao hơn. Cảm giác oi nóng bắt đầu quay trở lại. Sự xuất hiện của dải hội tụ nhiệt đới cũng làm thay đổi thời tiết tại miền Trung. Trời nhiều mây hơn, mưa xuất hiện khiến cường độ nắng yếu đi, nhiệt độ cũng giảm hẳn. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở cả miền Trung chỉ còn từ 33-35 độ. Nắng nóng cơ bản chấm dứt, chỉ còn xảy ra cục bộ ở một vài nơi ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Trong chiều tối nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng như từ Đà Nẵng trở vào tới Phú Yên dự báo tiếp tục có mưa dông xuất hiện. Từ ngày 10 tháng 7 trở đi, khi dải hội tụ nhiệt đới dịch chuyển dần xuống Trung Trung Bộ, mưa dông mạnh sẽ bắt đầu diễn ra trên diện rộng, trong đó các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có nơi có mưa to đến rất to. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, kéo theo mưa ở Tây Nguyên và cả Nam Bộ cũng sẽ gia tăng đáng kể. Trong chiều tối nay, vùng mưa vừa mưa to xuất hiện ở hầu khắp Tây Nguyên và Nam Bộ. Lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Do mưa nhiều nên nhiệt độ cao nhất ngày trên cả hai khu vực đều duy trì ở ngưỡng mát mẻ. Ở Tây Nguyên giảm xuống còn từ 28-30 độ, ở khu vực Nam Bộ ngưỡng nhiệt là từ 31-33 độ. Trong đêm qua, trên khu vực giữa Biển Đông đã xuất hiện một vùng áp thấp. Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24-48 giờ tới, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của áp thấp ở vùng biển từ Bình Thuận tới Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông, tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2-3 mét, biển động. Sang những ngày đầu tuần sau, áp thấp nhiệt đới sẽ tiến gần đất liền các tỉnh miền Trung và gây ra một đợt mưa to đến rất to cho khu vực này.